Nhiều người đẹp Việt có dáng vẻ và thần thái vô cùng cuốn hút với trang phục bikini khi đi du lịch biển đầu xuân Nhâm Dần 2022. Thùy Tiên chọn bikini hai mảnh tông xanh, bắt mắt, hài hòa như màu đại dương và thiết kế khỏe khoắn, đơn giản để khoe thân hình gợi cảm. Đây là kỳ nghỉ dưỡng đầu tiên của cô kể từ khi đăng quang Miss Grand 2021. Người đẹp cho biết chỉ số hình thể và vòng hai thon gọn vẫn còn y nguyên sau dịp Tết Nguyên Đán. Thùy Tiên cũng diện mẫu áo tắm liền thân, cut out bắt mắt để khoe dáng tại khu du lịch cao cấp vốn được nhiều sao Việt yêu thích. Ca sĩ Chibu thì du xuân khá sớm, từ mồng 1 Tết, cô chọn nhiều kiểu đồ bơi, trang phục đi biển và áo choàng để tạo điểm nhấn cho phong cách cá tính và quyến rũ của mình. Trend diện trang phục in họa tiết động vật được Chibu cập nhật khi khoe dáng trên biển trong ngày đầu xuân. Chibu càng khoe trọn đường cong trong bộ bikini hai mảnh có form độc đáo nhờ kỹ thuật xoắn vải. Diễn viên Jun Vũ thu hút mọi ánh nhìn với đường cong đồng hồ cát, kiểu đồ bơi hai mảnh khá kiệm vải, rất tôn dáng. Jun Vũ còn phối đầm xuyên thấu gây ấn tượng cho set đồ dạo biển. Lan Ngọc khoe dáng mạnh mai trong thiết kế bikini hai mảnh họa tiết lập thể. Nữ diễn viên khéo tạo dáng để đôi chân của cô thêm thon dài. Ca sĩ Thảo Trang tự tin khoe vóc dáng trong kiểu dáng đồ bơi đang được lòng nhiều sao. Bikini hai mảnh của ca sĩ còn được trang trí phần dây đan khá độc đáo.